Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan mà bao nhiêu năm nay em ấy luôn luôn hot, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và hầu như ai ai cũng trồng cái này. Có thể các bạn thấy đó, mấy năm trước chúng ta rất là thịnh hành với cái dòng phi điệp hay giả hạc đó, đặc biệt là những cây dòng gọi là đột biến năm cánh trắng. Nhưng mà theo thời gian thì các em ấy lại lên xuống thất thường, bấp bênh, năm nay rẻ rất là nhiều, đúng không các bạn? Nhưng mà có một cái dòng lan đó chính là không bao giờ các em có dấu hiệu là đi xuống cả. Lúc nào em cũng đi chậm chậm, từ từ. Và giá lúc nào cũng bình ổn. Dòng lan này chúng ta hay thường gọi là đơn thân mãi đỉnh là vì vậy. Dòng đơn thân là cái dòng mà rất là đẹp. Thì một trong những loại thuộc dòng lan đơn thân được rất là nhiều người yêu thích đó chính là dòng Đai Châu hay thường gọi là Ngọc Điểm Nghi Xuân. Đai Châu thì là người ngoài Bắc, còn đâu là Nghinh Xuân thì là người miền Trung, còn Ngọc Điểm thì gọi là người miền Nam. Trong cái dòng này thì có hai loại, một dòng Thái và một dòng Đai Châu rừng. Đai Châu rừng thì nó có một màu truyền thống, nó chính là màu trắng tím hay chúng ta thường gọi là màu đốm đó. Còn nó về hàng Thái thì nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau, nên vì vậy mà được rất là nhiều người yêu thích. Hàng Thái có mấy chục màu khác nhau các bạn nhé. Trong cái dòng hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, đây là Đai Châu Thái lá mít xếp. Lá mít xếp tức là sao? Tức là cái bản lá mít của nó là phải lá ngắn này, lá xếp thì nó phải khít vào với nhau này. Nên vì vậy mà khi các bạn mua hàng, chúng ta phải lên quan tâm đến cái vấn đề kiểu lá. Cái dòng này chủ yếu là chơi kiểu lá. Đây là một trong những cái lý do mà nhiều người thích cái lựa chọn cái dòng lá ngắn, là bởi vì kiểu lá nó rất là đẹp. Đây mình so sánh với các bạn, đây là cái cây này, cây lá dài nha các bạn nhé. Đây là cây lá mít, các bạn thấy khác nhau hoàn toàn không? Cho dù là cây lá mít nó sẽ có kích thước nhỏ hơn so với cây lá dài, các bạn để kỹ này, mình để xa ra các bạn nhìn thấy nó sự khác biệt rất là nhiều đúng không? Nhưng mà cây này rất là rẻ, cây này thì lại mắc hơn. Nên vì vậy không phải chúng ta cứ mua cái dòng lan to hơn, bự hơn mà nó mắc tiền hơn, không phải. Kiểu lá này nhìn nó rất là xấu, đúng không các bạn? Kiểu lá này bên mình không có bán, bên mình bán là cái dòng lá phải khít vào nhau này và lá phải lá ngắn. Đây thực gọi là lá mít xếp. Lá mít xếp bên mình á hiện tại đang bán với giá là 135.000 một chậu, chưa tính ship vận chuyển. Nếu các bạn mà mua 5 chậu thì mình sẽ lựa cho các bạn 5 màu khác nhau, thì là giá là 675.000. Còn nếu các bạn mua 1 chậu, 2 chậu, 3 chậu, 4 chậu thì là phí ship là 35.000, mình ship toàn quốc. Màu sắc thì mình sẽ lựa màu sắc khác nhau dựa theo kiểu lá. Hàng Đai Châu đó chính là cái dòng này nó rất là nhiều màu sắc. Nếu mà ai mà bổ nhìn vào kiểu lá và nhìn vào cái đầu rễ xanh này mà bảo rằng đoán được màu thì đấy là toàn những người nói tầm bậy tầm bạ thôi. Mấy chục màu mà các bạn, nó có sự giống nhau nó rất là nhiều. Đây mình sẽ lựa màu cho các bạn như thế này nhé. Cái này cổ trắng này, cái này cổ đậm này, nó sẽ ra hai màu khác nhau này. Đây là cổ đậm nhiều các bạn nhé. Mình sẽ lựa cây cổ đậm ít cho các bạn. Cổ đậm ít xem nào. Đây cây này, đậm ít đây. Đây. Các bạn thấy cái này nó đậm ít này, nó lấm chấm thế này. Thì chúng ta sẽ được ba kiểu màu khác nhau rồi. Bởi vì là cái kiểu lá khác nhau mà. Đó các bạn thấy không? Đậm nhiều này, màu trắng này và cổ này đậm ít này. Thì ra được ba màu khác nhau. Đai Châu thì năm trước nhà vườn sổ ra cái lô này là có độ 8 đến 9 màu khác nhau, bao gồm mà những màu như là đỏ, trắng, đốm, bò sữa, cam, vàng và những cái màu khác nữa. Nên mình chỉ cố lựa cho các bạn là cái màu là màu khác nhau dựa theo kiểu lá, chứ mình không dám nói chắc là 100% sẽ sổ ra màu gì là bên mình là không có làm được. Cái đấy là mình xin nói chia sẻ thật. Còn đâu là đây là những cây Đai Châu này là trồng tại Việt Nam từ nhỏ đến khi xuất hàng là em này đã đến 3 năm rồi và em rất là khỏe mạnh. Biểu hiện là thường thường có những cái bộ rễ xanh như thế này. Đó, cây này không bị lỗi lá này. Cây ít nhất phải được 4 cặp lá trở lên. Dòng này các bạn trồng thì đến Tết sẽ cho ra bông. Mặt bông của em đấy thì rất là đa dạng, hương thơm. Về độ tàn của bông thì là em này khoảng độ là chơi được khoảng độ là được 3 tuần, khoảng 3 tuần là em sẽ tàn các bạn nhé. 3 tuần. Rễ xanh. Ngày trước thì mình cũng có bán cái hàng ký, hàng kg ấy các bạn. Người ta bóc trụ để bán các bạn về ghép ấy, nhưng mà nhiều người ta không kinh nghiệm ghép những dòng đấy đó. Nó cắt trụi rễ rồi, về lá nó rất là bị nhăn này. Lá nó nhăn nên nó không có đi rễ được, nên mình mua cái dòng thuần như thế này để về mình chia sẻ cho các bạn trồng thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều.
Đại đa số là bên mình cây là rễ đầu rễ sẽ xanh các bạn nhé. Đại đa số khoảng độ 80% là có đầu rễ xanh. Đầu rễ xanh này chúng ta về chúng ta ghép nó dễ dàng hơn. Đó. Đây các bạn thấy cái này nó màu chấm li tí đen đen này này là nó sẽ sổ ra tỷ lệ màu đỏ khá là cao. Mình chỉ nói vậy chứ mình không dám đoán chắc là 100% nó sổ ra màu gì. Đây các bạn thấy này, bộ rễ thường thường rất là xanh. Lá mít xếp, mít tức là lá phải lá ngắn và xếp tức là sao nó phải khít xếp vào với nhau, nó không có kẽ hở. Bây giờ mình sẽ lấy cái thước mà mình đo cho các bạn để xem cái cây của bên mình nó có gì kiểu lá như nào nhá. Mình sẽ lấy thước mà mình đo, các bạn nhận hàng các bạn cũng mang cái thước các bạn đo giúp mình nhé. Cây thì ít nhất là phải được 4 cặp lá đây này. 1 2 3 4 này. 1 2 3 4 này. Và bản lá rộng là 4 cm các bạn nhé. Và khoảng cách giữa đầu bên này và đầu bên này nó rơi vào khoảng là cái này được 30 cm này. Đúng không các bạn? Khoảng cách giữa đầu lá bên này và đầu lá bên này nó rơi khoảng độ từ 25 cho đến 30 cm. Tại sao lại có khoảng cách là 25 cho đến 30? Bởi vì rằng là đai châu kiểu lá khác nhau, màu sắc khác nhau nên vì vậy mà cái size nó cũng sẽ khác nhau. Tuy là cùng tuổi, cùng một thời gian trồng nhưng mà cái cây thường thường cái cây màu trắng hoặc là những cây màu sáng nó sẽ bự hơn so với những cây màu. Đây các bạn khoảng 40 cm, 30 cm các bạn này. Đó. 4 cm này. Đây mình sẽ lại đo lại cho các bạn cái cây này nhé. Cái cây này cây lá dài đúng không các bạn? Các bạn để ký giúp mình nhá. Cây này này nó to hơn rất là nhiều. Này, bản lá nó rộng đến là 40 cm đúng không các bạn? Cây của chúng ta thì có 30 cm, cây này nó đến 40 cm. Nhưng mà những cái kiểu cây như này nó lá dài nó rất là xấu, không được nhiều người thích. Cái lá nó dài quá, nhìn nó xấu. Đó. Thường thường nhá, thường thường là khoảng cách giữa đầu lá bên này và đầu lá bên này nó rơi khoảng độ từ 25 cho đến 30 cm. Và độ dày của lá nó chính là 4 cm trở lên. Và cây có 4 cặp lá, 1 2 3 4 1 2 3 4. Là mình bảo hành cho các bạn là cây không có bị lỗi lá này. Khoảng cách là 25 đến 30 cm này, đó. Lá châu Thái, lá xếp và lá mít vừa xếp. Đây mình sẽ nói qua cho các bạn này. Đai châu có nhiều kiểu lá lắm, mình nói nhá. Lá dài này, lá lướt này, lá chỉ thiên này, lá mít này, lá xếp này, lá mít xếp này, mít xếp đồng xu này, mít xếp rụt rịt này. Mỗi kiểu lá khác nhau, giá nó sẽ khác nhau. Nhưng mà trong cái dòng kiểu lá đẹp và yêu thích nhất thì chỉ có 3 kiểu lá, đó chính là mít xếp này, mít xếp đồng xu và mít xếp rụt rịt là 3 dòng này mắc tiền nhất. Còn những kiểu lá kia thì nó rất là rẻ. Cây này là cây vừa mít vừa xếp là khá là đẹp rồi, là tốt rồi đấy. Mặt bông rất là nhiều. Mặt bông mình sẽ để trên màn hình các bạn tham khảo. Còn về cách trồng thì các bạn để nguyên cái chậu này các bạn, tuyệt đối là không có được bóc tách gì cả. Cây của mình là trồng năm này năm thứ 3 thì nó đã dễ nó bám vào cái cây, cái chậu nó rất chắc chắn rồi. Các bạn thấy này, nó rất là chắc chắn. Thì chúng ta tuyệt đối là không được bóc tách ra. Để nguyên này lồng một chậu, chèn than vào là xong, treo dưới một lớp lưới. Còn về tưới phân ấy, thì các bạn hạn chế cho mình tưới nước lên lá nhé. Hạn chế thôi chứ không phải là không tưới. Chúng ta tập trung tưới vào gốc này. Sau đó là tháng 1 đến 2 tháng đầu tiên chúng ta tập trung tưới vào gốc và tưới buổi sáng. Tuyệt đối là không tưới vào buổi tối. Buổi tối nếu có đọng trên đọt lá này, nó rất là dễ bị thối. Nó thối lan này các bạn, mất tiền mà này, mất công sức rất là phí. Chỉ tưới buổi sáng mà thôi các bạn nhé, thì rễ sẽ xanh. Còn đâu nguyên tắc của mình là đánh rễ cho cây đai châu ấy, mình chủ yếu là mình xài B1 Thái Lan, chai xanh nắp đỏ, và mình xài cái nước vo gạo mà thôi. Hai cái sản phẩm đấy thì các bạn có thể là tự sưu tầm. Nước vo gạo thì không cần phải mua, nhưng mà cái B1 Thái các bạn sưu tầm giúp mình. Lá mít xếp rất là đẹp, kiểu lá rất là đẹp. Nhận hàng thanh toán tiền giúp mình nhá. Khi các bạn nhận hàng đó thì các bạn kiểm tra hàng đẹp như những gì mà mình chia sẻ thì các bạn hãy thanh toán, còn nếu mà xấu thì thôi, các bạn hoàn đơn về, mình không có thu 1.000 nào cả của các bạn. Cây rất là đẹp, mít xếp. Cái cây này nếu mà muốn đẹp một cách tối đa nhất thì là những cây này chúng ta phải trồng ít nhất để 3 năm nữa. 3 năm nữa nó rơi vào khoảng độ được 10 cặp lá thì lúc đấy là cây của chúng ta là đẹp nhất. Thế này. Đơn thân dễ gió, luôn luôn mãi đỉnh. Dễ xanh. Dễ xanh. Dễ xanh. Xem một cây nào có dễ xanh không? Có nhiều cây nó không có dễ xanh. À cây này dễ xanh các bạn thấy nó đi này. Dễ đã. Dòng này là chủ yếu là chơi kiểu lá. Bởi vì sao? Bởi vì là một năm nó chỉ ra bông một lần, mà đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán mà thôi.
Nên vì vậy mà còn 11 tháng tới là chúng ta chủ yếu là chơi lá và rễ. Chơi lá và rễ. Mà kiểu lá này là kiểu lá mít xếp, là kiểu lá là rất là đẹp. Rễ này các bạn thấy đã. 135.000 một chậu. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Mình sẽ cố gắng chia sẻ cho các bạn những dòng lan nó chất lượng nhất để các bạn trồng cho thật là dễ dàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.